Chú biết mặt cho chú nha. Trời ơi chú ơi, con ở trong chung cư này, con là Nguyễn Thanh Tuấn 32 tuổi, security đẹp trai nhất chung cư này. Con không bao giờ mà nhiều chuyện. Chuyện của ai lần chừng nào hỏi thì con nói thôi chứ con không muốn kể. Gì? Dạ. Hỏi mới nói hả? Không, ý con là con có hỏi con cũng không nói. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.